Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các em học sinh lại tiếp tục được nghỉ học ở nhà. Trong khi nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch, các em nhớ học bài, nhớ nhiệm vụ học tập của mình nhé. Các em ạ, Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Điều 47 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định. Vậy tại sao công dân có quyền tự do kinh doanh lại vừa có nghĩa vụ đóng thuế? Mục đích của đóng thuế là gì? Trách nhiệm của công dân ra sao? Thì nội dung bài học ngày hôm nay cô trò ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Tiết 21 bài 13 quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Chúng ta cùng đi tìm hiểu phần thứ nhất, một la mã đặt vấn đề. Chúng ta đi tìm hiểu phần một nhỏ, đọc và tìm hiểu thông tin. Thông tin thứ nhất, qua công tác kiểm tra nắm tình hình sản xuất và buôn bán, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh T đã phát hiện X có hành vi sản xuất buôn bán mì chính Ajinomoto và Veda giả. Theo lời khai nhận, thì X đã mua mì chính Saji mỗi bao 25 kg rồi đóng mì chính đó vào vỏ bao mì chính nhãn hiệu Ajinomoto và Vegan, mỗi túi 554g và bán ra thị trường để thu lãi cao. Thông tin thứ hai, nhà nước ta quy định mức thuế đối với một số ngành, một số mặt hàng như sau: thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu xì gà là 65%, rượu từ 40 độ trở lên là 65%, ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống là 50% và mã hàng mã là 70%. Theo Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được sửa đổi bổ sung năm 2005, sản xuất nước sạch, thuốc chữa bệnh, đồ dùng dạy học, in sách 5%, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chưa qua chế biến, sản xuất muối được miễn thuế. Theo Điều 4 và 8 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và bổ sung năm 2015. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu và thảo luận. Câu 1, hành vi của X trong tình huống 1 vi phạm lĩnh vực gì trong sản xuất kinh doanh và hành vi đó gọi là gì? Câu 2, tại sao trong kinh doanh nhà nước phải quy định mức thuế chênh lệch như vậy? Em có nhận xét gì mức thuế của các ngành mặt hàng trên? Câu 3, những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì? Ở thông tin thứ nhất, chúng ta thấy là hành vi của X mang tính chất lừa đảo, vi phạm pháp luật về kinh doanh, sản xuất buôn bán hàng giả. Ở thông tin thứ hai, tính nhận xét đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là mức thuế của các ngành, các mặt hàng trên nhìn nhau khá cao, nhất là các mặt hàng xa xỉ. Trong kinh doanh, nhà nước phải quy định mức thuế chênh lệch như vậy để thứ nhất, nhằm cân đối cung và cầu. Thứ hai, hạn chế kinh doanh những mặt hàng xa xỉ không cần thiết đối với đời sống của nhân dân. Thứ ba là mức thuế thấp là nhằm để khuyến khích sản xuất kinh doanh. Và chúng ta thấy là những thông tin trên cho chúng ta thấy quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế là những cái lĩnh vực rất quan trọng, có liên quan đến đời sống của con người. Kinh doanh là phải tuân theo những quy định của pháp luật. Và chúng ta thấy là có những cái hoạt động sản xuất dịch vụ trao đổi hàng hóa như sản xuất bánh kẹo, lúa gạo, chăn nuôi, may mặc, sách vở, xe máy, hay là dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, chăm sóc sắc đẹp, vân vân, hay các cái hoạt động trao đổi hàng hóa khác. Và các em quan sát trên màn hình trên đây, đây là những cái hoạt động gì? Hoạt động thứ nhất, đây là sản xuất hàng may mặc. Hoạt động thứ hai là sản xuất thực phẩm đông lạnh. Còn đây là những hoạt động gì? Đây là những hoạt động trao đổi hàng hóa. Còn đây là hoạt động dịch vụ internet này, hay là dịch vụ cắt tóc này mà chúng ta vẫn thường thấy. Trong cuộc sống của con người rất cần đến các cái hoạt động sản xuất dịch vụ trao đổi hàng hóa để tồn tại và phát triển. Cả những cái hoạt động của chúng ta vừa nêu đều có chung một mục đích, đó là nhằm thu lợi nhuận. Và các cái hoạt động đó người ta gọi chung là hoạt động kinh doanh. Vậy kinh doanh
gì? Chúng ta cùng chuyển sang phần 2 la mã nội dung bài học. Chúng ta đi tìm hiểu phần thứ nhất, kinh doanh là hoạt động sản xuất dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. Và tại Hiến pháp năm 2013 điều 33 quy định mọi người có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Vậy quyền tự do kinh doanh là gì? Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. Vậy thì người kinh doanh có phải có nghĩa vụ như thế nào? Phải tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước, nhưng phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành nghề mặt hàng ghi trong giấy phép, không được kinh doanh những cái lĩnh vực mà nhà nước cấm như thuốc nổ, vũ khí, ma túy, mại dâm. Và Bộ luật hình sự điều năm 2015 tại điều 192, khoản 1 điều 192, 193, 194, 195 cũng quy định rất rõ cái tội sản xuất buôn bán hàng giả. Về nhà em tìm hiểu ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nói đến kinh doanh là nói đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. Công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng phải có nghĩa vụ nộp thuế. Vậy thuế là gì? Các em ạ, thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu vào những công việc chung như an ninh, quốc phòng, chi trả lương cho công chức, xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường, giá cầu cống. Vậy thì tại sao kinh doanh lại phải có nghĩa vụ nộp thuế? Bởi thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng nhà nước. Vậy thì công dân chúng ta có trách nhiệm như thế nào trong kinh doanh và nộp thuế? Thì chúng ta thấy là công dân phải sử dụng đúng đắn cái quyền tự do kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế để góp phần phát triển làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Để củng cố bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng đi sang phần 3 la mã bài tập. Bài tập thứ nhất, trong những hành vi sau đây, hành vi nào là kinh doanh đúng pháp luật? A. Kinh doanh đúng số vốn. B. Kinh doanh đúng mặt hàng đã kê khai. C. Kinh doanh đúng ngành nghề đã kê khai. D. Có giấy phép kinh doanh. Và E là kinh doanh hàng lậu hàng giả. F kinh doanh mại dâm ma túy. Các em nhớ nhé, trong những hành vi này, hành vi nào là kinh doanh đúng pháp luật? Vậy thì chúng ta thấy là trong 6 hành vi trên thì có 4 hành vi kinh doanh đúng pháp luật, đó là hành vi A, B, C và D. Còn hành vi E và F là kinh doanh không đúng quy định pháp luật. Cô giáo có tình huống sau đây. Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại mặt hàng, nhưng ban quản lý thị trường kiểm tra thấy cửa hàng của bà H có tới 12 loại mặt hàng. Vậy theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có, đó là vi phạm gì? Thì chúng ta thấy là ở trong tình huống này thì rõ ràng là bà H đã vi phạm quy định của nhà nước doanh. Bà H đăng ký 8 loại hàng kinh doanh nhưng bà kinh doanh đến 12 loại mặt hàng. Ở đây có nghĩa là bà đã vi phạm về quy định về kinh doanh, đó là kinh doanh không đúng các mặt hàng theo quy định. Bài tập thứ 3, trong các hành vi sau đây, hành vi nào là vi phạm về kinh doanh? Em nhớ nhé, hành vi vi phạm về kinh doanh. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. Kinh doanh các mặt hàng có ghi trong giấy phép kinh doanh, người kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Kinh doanh các mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh. Kinh doanh khi chưa có giấy phép kinh doanh. Và chúng ta thấy là trong các hành vi đó thì hành vi A, C, D là những hành vi vi phạm về kinh doanh. Vậy qua bài học ngày hôm nay, các em cần nắm được kinh
dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. Quyền tự do kinh doanh của một cá nhân, tổ chức đó là cái hình được tự lựa chọn cái hình thức kinh tế, tự lựa chọn ngành nghề quy mô kinh doanh. Thế còn thuế là gì? Thuế là do cái phần do công dân, tổ chức nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho công việc chung. Và vai trò của thuế là góp phần ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng của đất nước. Và trách nhiệm của công dân đó là phải sử dụng đúng quyền kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. Ở nhà, các em học nội dung bài học bài 13 cho cô soạn bài 14 về quyền nghĩa vụ lao động của công dân, tìm hiểu pháp luật hiến pháp năm 2013 về quyền nghĩa vụ lao động của công dân. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc.